dược cho ông chứ. Trời ơi, chôm chôm chưa có chín. Này, chôm chôm chưa chín. Dặn chôm này chôm Thái hay chôm chôm thường vậy? Cái cây đó cây chôm thường. Chôm chôm mẹ nhìn con chôm này chôm Thái. Kìa nó chín chín rồi. Con gái là bỏ ở trên đậu nó chín mà người ta hái không được. Đậu cho hái à. Trời ơi, đạt đẹp gái như vậy. Bách cúp 8 lớp lên mộng đẹp. Không có, đi chủ yếu quay phim chứ không làm gì. Quay phim mai mốt giới thiệu luôn. Trời ơi, đáng lẽ là kịp mà tôi hỏi bà cây nào chín quất cây nấy hết trơn rồi. Cây đấy sao qua? Ừ, đừng ăn chua, bà ăn thử cái mà đái vô quần luôn á. Chụp hình không Đạt? Chị quay một cái nha. Đạt ơi, quay lên Đạt. Quay đến đây là chùm cái mà cái chùm nó, chùm đó đứng ngay căng cái chùm cải xanh xanh đi. Chụp cho cái. Rồi rồi. Ôm lại đẹp gái đây. Trời ơi, Đạt như Việt Kiều bay. Đi vô. Tuần sau đi xuống nữa các bạn. Đi xuống đi quay phim nữa chứ làm gì. Ồ chôm chôm nè chưa chín mọi người ơi. Ăn cái là mày la làng. Em đâu có ăn gì, em chủ yếu đi quay thôi. Đó, này toàn là bỏ ra thái hết trơn. Mà tuần sau nó mới ăn được. Mà công nhận cái này chỉ có xịt thuốc không? Không. Không xịt thuốc nó tự nhiên mà nó có trái dữ ha. Trời ơi, đậy mũ muốn chết luôn á. Đậy mũ là sao? Xiết nước. Đó cái hết trước đậy mũ đó. Đậy mũ xiết nước. Xiết cho mưa bơm mẹ nó lại đẹo đi quanh kia, đẹo. Rồi chôm chôm này từng lễ này là có chín nha. Quá trời trái rồi. Ôi nhìn thấy ham luôn trời. Mà không chín nó chửi chết. Thì bây giờ tờ 2-3 ngày nữa cho bản. Hết lễ mẹ nó rồi. Hết lễ cũng người ta đi vậy. Lễ này nè. Đợi đi con. Vô con còn cái này. Nó treo cái lễ này nè. Bà để người ta chụp hình đó. Chụp hình đâu? Đi về nè coi. Tháng nữa trái chín. Chị tôi Đạt đi xuống dưới bay. Đồ má bán thì cào dữ nha. Đạt này xuống dưới bay. Cho em chín
Ông Châu này chăm sao qua, người ta đã chụp hình ông hai ơi, ông hái của người ta. Thôi không thèm ăn hậu ơi, em ăn có con trái em không ăn rồi. Thế sao, ấy bụng em lình xình quá, em khó chịu quá. Ăn quá nhiều.